Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh thuyền viên hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay đang gặp các bác một chiếc đồng hồ thiết kế rất đẹp và độc đáo đến từ nhà Citizen. Đây là một chiếc với mã sản phẩm là NB3020 gạch ngang 16 VK. Uh, một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt với mặt số được làm theo mặt sơn mài và đây chúng ta sẽ lại sơn mài nhưng mà lại trên cái lá bạc anh em nhé bình thường làm mặt sơn mài thủ công nó đã khó rồi bây giờ lại làm còn trên cả mặt của lá bạc nữa Đấy, cho nên là đây là một chiếc đồng hồ phải nói về cái mặt số nó không khác gì là một tác phẩm nghệ thuật cả là một con hàng cực kỳ đáng để siêu tâm một hàng rất ít khi xuất hiện ở trên thị trường đồng hồ việt nam chúng ta các bạn nhé À, trước này chúng ta thì còn một cái điểm rất là hay nữa là em này sẽ được à, phủ Duratex một công nghệ phủ cũng khá tương tự với công nghệ đai seal của Seiko ở phần thân vỏ sẽ giúp cho phần vỏ của chúng ta trở nên cứng cáp hơn rồi chống oxy hóa tốt hơn và phần à, giúp cho phần thân vỏ không bị xỉn màu do sau thời gian sử dụng các bác nhé thực sự là rất là đẹp à, một chiếc hồ hàng trưng bày độ mới còn rất là tốt và đầy đủ hộp sổ thẻ cũng như các phụ kiện đi kèm cho anh em riêng về cái độ mới chiếc hồ này thì các bác có hoàn toàn yên tâm con này hàng trưng bày một độ mới là rất tốt hầu như là không có sức sát thì các bác nhé độ mới phải gần đến gần 100 trăm thì ở trước khi đến cơm cho đồ trong video ngày hôm nay rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi một nút đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian ngày nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc citizen trong video đồng hồ ngày hôm nay chiếc Gian nhà nam, nam thượng bắc thì như anh em thì thấy thì đây là một chiếc có thiết kế mặt số rất là đẹp mặt sơn mài và chúng ta nhìn thấy là một hiệu ứng mặt số bên trong nó làm phải nói là cực kỳ tuyệt vời nó có một cái cảm giác gì đó nó khá là cổ kính ở trên phần mặt số chiếc đồng này đó, nhìn rất là hay và thực sự thì nếu mà đây là một để một chiếc mặt siêu tầm thì anh em mà siêu tầm con này thì gần như là sẽ gần như kiểu là độc bản đấy rất ít rất ít khi mà anh em nhìn thấy một người thứ hai để sở hữu con đồng hồ này đó, về ngoài giá trị về sử dụng thì anh em được thấy là chiếc đồng này giá trị về siêu tầm cũng rất là cao thân vỏ được làm từ chất liệu thép không gỉ 36L và được phủ Duratec đấy và anh em lưu ý với anh em một chút nhé đây là một chiếc hàng trưng bày độ mới còn cực kỳ cực kỳ cao và em đánh giá độ mới con này phải gần 100 đấy hộp sổ thẻ đầy đủ không thiếu bất kỳ thứ gì cả bộ dây đi kèm là dây da cá sấu được làm với tông màu đen và đây chúng ta sẽ vân mắt tre khóa là một chiếc khóa bướm trong gặp trong cái dây và anh em mình thấy cái khóa này vẫn đang còn siêu này à, đáy sau hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong và thực sự để mà nói thì thiết máy của nhà Citizen rất rất đẹp À, nhìn cái mặt số của con này ưng ừ, thật rất đẹp các bác nhá và có một cái điểm lưu ý các bác một chút là cái mặt kính của em này thì nó sẽ làm dạng kính vòm hơi nổi cao lên một chút đấy cho nên là khi mà anh em nhìn thì mặt số bên ngoài thì nó sẽ không bị lóa như này nhưng mà em quay thì chắc là do cái hiệu ứng của cái phần Cả điện thoại đấy cho nên là nó sẽ cảm giác hơi lóa một chút đấy, tuy nhiên thì bên ngoài anh em nhìn vào thăm giờ trước đồng này cũng khá là dễ nha tại vì cái tông màu anh em nhìn thấy cái mặt số thì cái phần cọc số thì nó sẽ khá là tương phản với kim cọc khá là tương phản với mặt số thì anh em có thể dễ dàng theo giờ được à, một chiếc đồng hồ có thiết kế rất là đẹp với sai mặt cũng rất tuyệt vời và sai mặt của em này chỉ quanh quanh khoảng 40 mm và độ dài mặt số tính cái phần kính vòng quang nó khoảng tầm 12 đấy anh em chỉ cần chu vi cổ tay khoảng tầm từ 15.5 là em nghĩ anh em thể đeo đẹp trước này đẹp con này càng nhìn cái mặt số thì càng đẹp những cái thông tin những cái kim cọc bên trong được cứ làm với tông màu sáng rồi xin dàn hồ hoàn thiện nó phải bóng bắt sáng phản quang cực kỳ tốt các bác nhá. đấy rất ưng anh em thấy ưng cực kỳ luôn ở bên trong thì chúng ta sẽ có lịch ngày này lịch 24 giờ này chức năng power reserve báo năng lượng dự cót này bộ máy chúng ta thì có tựa đàn được khoảng 40 tiếng đấy xuân mài trên la bạc nó ra cái hiệu ứng mặt số phải nói là cực kỳ tuyệt vời đây là một chiếc được sản xuất và ráp hoàn toàn tại Nhật các bác nhá anh em sẽ nhìn thấy dưới góc 6 giờ này ta sẽ dòng chữ là Make in Japan ở đây ở Japan ở đây Đó. máy 9184 à, máy 9184 cũng là bộ máy rất là chất lượng của dòng máy series 9 nhà Citizen với tần số động là 28 800 và chúng ta sẽ tích có khoảng 40 tiếng có các chức năng đi kèm như em vừa nói rồi hoàn thiện cực kỳ sắc nét khi mà cầm chiếc này trên tay thì cảm giác cái trọng lượng rất là vừa phải anh em đeo thì rất là thoải mái trên cổ tay khi mà đeo đồng hồ thì viết lách có máy thôi là cổ tay thì anh em không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi trọng lượng thì cái đẹp là anh em thấy các thông tin hiển thị cực kỳ sắc nét sáng sủa đó đều mặt trước được đánh phơi bớt sước này cái phần cái đỉnh bezel này rất là hay đẹp thực sự luôn con này càng nhìn lại càng yêu một tác phẩm nghệ thuật trên phần mặt số Uh, chiếc đồng này thì nếu như mà mua hàng mới thời điểm cách đây khoảng hơn một năm thì nếu anh em có cơ hội để mà gặp chiếc đồng này thì anh em sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng tầm 20 triệu đồng hơn để anh em thể chịu chức này đấy tuy nhiên hôm nay thì bên em có một chiếc hàng trưng bày độ mới còn rất là cao về phục vụ các bác với mức giá chỉ là 17 triệu 500 đồng thôi và em nói là một mức giá cực kỳ dễ chịu cho chiếc Citizen này rồi các bác nhá và nếu anh em không mua thời điểm này thì thực sự nếu bỏ lỡ con này thì rất là tiếc đấy rất là tiếc đấy thời điểm giá nó quá là tốt rồi Ok thì đến kia nó phần mặt số của em này đây anh em nhìn thấy khi mà em zoom kỹ hơn mặt số thì chúng ta có nhìn thấy là mặt số của em này nó mang đấy cái nét rất là cổ kính đẹp nó kiểu giống là cái đồng thao đây em đồng thao để lâu bị oxy hóa đấy nó ra cái hiệu ứng mặt số này rất là đẹp nên đây là mặt số sơn mài và trên lá bạc anh em thấy này được cái góc cạnh đẹp thật sự và nói nói là con đồng hồ này một cái phần vân mặt gần như độc nhất vô nhị rồi và không có chiếc đồng hồ nào có vân mặt số tương tự như này đâu nên này về cái độ siêu tầm của chiếc đồng hồ này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời đấy À, với cái mức giá 17 triệu 500 mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc đồng hồ có cái phân được làm thủ công như này thì phải nói là ăn đứt với những chiếc đồng hồ à, tầm 17 triệu 500 ở ngoài store hàng mới bây giờ thì anh em chỉ có thể mua được những cái bộ máy 4R của Seiko thôi hoặc là như Citizen thì chúng ta cũng chỉ có thể mua được những cái bộ máy có thể là CD9 đấy nhưng mà cái mặt số nó chỉ là mặt số được làm công nghiệp thôi chứ không thể được cái mặt số được làm thủ công này tại 17 triệu 500 là anh em ăn được cái mặt số ngon như này thì phải nói là rất là tuyệt vời rồi thiết kế về cọc số của chiếc đồng này cũng khá là hay với các góc rửa chắn 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì anh em thấy nó sẽ được làm cọc số La mã còn góc số còn lại góc lẻ thì anh em thấy nó sẽ làm cọc vạch và một cái điểm là cọc số la mã thì nó sẽ đánh bóng đấy còn cọc vạch nó sẽ đánh về xước mặt trên anh em lưu một chút này và anh em tôi đi một phút thì hãy mới để vòng ngoài cùng thôi và anh em thấy nó sẽ được làm về tông mặt màu trắng cũng rất là dễ nhìn Phía dưới góc 6 giờ chúng ta giữa dưới Japan chiếc sản xuất và đáp tạo nhật mã Má máy 9184 và mã phần mặt số đấy các chức năng đi kèm chúng ta có lịch ngày ở góc uh, 3 giờ này. À, chức năng lịch 24 giờ ở phía góc uh, dưới chỗ góc 6 giờ này. Đây không phải là cái chức năng thứ gì đâu anh em nhé. Lịch 24 nó sẽ có số 12 và số 24 ở đây. Và giúp anh em nắm bắt được giờ sáng tối của đồng hồ. Ví dụ đây là đang 10 giờ này. Thì anh em sẽ nhìn thấy nó, nó, sẽ là 10 giờ sáng với cái kim 24 giờ nó chỉ ở số 10 ở đây. Ở phía dưới góc uh, 9 rưỡi là chức năng power reserve báo năng lượng dự cốt và chúng ta có một kim xăng màu trắng bộ máy chúng ta có tối đa khoảng 40 tiếng và đây là cái bộ máy còn khoảng gần 10 giờ thì có nữa anh em nhé. Bộ kim hiển thị chính chúng ta kim dây thanh mảnh trôi mượt mà với cái tần số động là 28 800 của bộ máy. Kim giờ và kim phút được làm dạng kim dauphin sắc nét và đẹp. Phải nói dùng từ là con đồng hồ này rất đẹp đấy các bạn nhé. Kính sapphire khối được làm dạng kính cao Đấy, tại có hướng ánh sáng rất là hay nó có rất là trong trẻo đấy các bác nhá đấy, Tuy nhiên là em quay điện thoại nó hơi dí hơi gần đấy cho nên là cảm giác thì nó sẽ cái phần mặt số nó hơi lóa một chút thôi chứ bên ngoài anh em nhìn xem giờ rất là dễ không bị ảnh hưởng bởi cái độ kính màu cam đâu mà kính màu cam thì nó lại mang đến cái nét cổ điển cái cổ kính trên mặt số kết hợp thêm cái phần mặt như này nữa thì anh em để thấy là nhìn mặt số bên trong rất đẹp rất bắt mắt và tạo cái độ cái cảm giác đồ cổ đấy anh em rất là độc đáo và có giá trị siêu tầm rất là cao Nhìn bên rồi bên ngoài chúng ta sẽ hoàn thiện cho Facebook Và với chiếc đồ này thì độ mới anh em không phải lăn tăng Độ mới hoàn hảo luôn Không có bất kỳ vết xước nào còn nhìn bên rồi này cạnh cũng thế Bên trên càng bên trên chúng ta cũng sẽ đánh phê xước bên dưới tương tự như vậy Cạnh bên chúng ta sẽ làm dạng càng cong Và đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có được là đánh phê bóng Đây chỉ còn những cái nếp vất, Nếp mồi tay em cầm rồi các bạn nhé Đấy, độ mới là hoàn hảo anh em không phải lăn tăng đúng chỉnh sẽ là đúng tơn không có logo của Citizen đây dây đi kèm dây ra cá sấu đang còn mới nguyên này. Đó, lỗ cài dây đang còn không hề bị loét luôn. Đấy, không hề như kiểu mới cứng không chơi, thậm chí là em nghĩ còn chưa cắm khóa vào cơ. Cái khóa này chúng ta thì đang còn nguyên siêu này. Đấy, logo Citizen mà đóng mở rất dễ hai cái tay bấm ở đây. Và sau dây chúng ta sẽ được lót màu đen anh em nhé Đó. Sau đây lót màu đen và cảm giác dây cầm vào cũng rất là ôm tay mềm. Đó là về uh, ngoại hình cơ bản của chiếc đồng này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời, đẹp lắm. Rất là bắt mắt. Uh, về kích thước thì chúng ta sẽ có sai mặt của em này là 40mm, 40 mm, 40,5. Đấy, độ dài mặt số của chiếc này chúng ta sẽ có là con này thì cũng sẽ hơi dài một chút với cái kính vòng cong thì nó khoảng tầm 13,7. Và lắc -tô lắc của em này. Lắc -tô lắc lại rất là ngắn chỉ khoảng tầm 47,3 thôi. Đó cho nên là nếu mà đeo chiếc này thì anh em chu vi của tay khoảng tầm 15.5 em nghĩ là có thể đeo được nhưng mà nó sẽ hơi to một chút. Còn với mà tay đeo đẹp thì khoảng tầm chu vi của tay từ 15.7, 15.8 trở lên. Và ví dụ tay của em là 15.8 này Các bác thấy khi mà em đeo lên tay trước này thì cảm giác rất là vừa rồi Càng dài vừa phải Độ dài thì nó sẽ hơi dài một chút Tại vì cái phần kính nó nổi cao mà. Đấy Đeo lên tay rất là thích các bác nhé Và anh em thấy này Cái khi đeo lên tay rất là bật với cái phần vần mặt số như này Đã có mắt lắm Nó rất đẹp luôn Chiếc này thoải mái nó tự đeo thôi anh em nhé Và nếu anh em mà thích siêu tầm đồng hồ độc lạ Thì đây là một chiếc đồng hồ mà anh em có thể lựa chọn để siêu tầm được Ở cái mức giá 17.500 thì phải nói là chiếc đồng hồ này là quá tốt rồi đó. Về mặt sau của đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì ở đây trên vang này anh em sẽ nhìn thấy này. Chiếc <laughs> đồng này chúng ta thì sẽ có được là chúng ta có vang chúng ta logo của Citizen và Japan thì đây là bộ máy in-house được sản xuất và ráp tại Nhật. À, bộ máy được trang bị là máy uh, 9184 caliber 9184 26 tức là 26 chân kính các bác nhá. Tần số động 28 800 và thì có khoảng 40 tiếng riêng về cái khoản design máy thì phải nói là thương hiệu Citizen họ làm rất là đẹp về cái design máy này rất đẹp còn để design đẹp không kém như máy tự sĩ luôn ở bên trong này chúng ta có mã máy mã phần cây spec make in japan sản xuất và ráp tại nhật duratech là công nghệ phủ phần thân vỏ với trung nước 13 ba đương một trăm mét logo Citizen và thân vỏ làm chắc không gỉ kính sapphire đó là những cái thông tin hiển thị rất là quen thuộc bộ máy 9184 của chúng ta thì vẫn là bộ máy đầy đủ chức năng nên có tự động automatic lên có bằng tay thì anh em sẽ để nguồn chỉnh và vặn ngược chỉ kim đồng hồ lên chỉnh giờ thì anh em sẽ mở ra hai nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng dây anh em lưu ý giờ sáng tối thông qua chức năng lịch 24 giờ đó bây giờ này anh em chỉnh đang giờ buổi chiều đây này là 4 giờ chiều đó, anh em nhìn thấy lấy cái kim xa cái, cái kim 24 giờ nó chỉ vào số 16 ở đây đóng lại kim dây chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em mở đúng này đang đất bạn ngược chỉ kim hồ anh em sẽ chỉnh được lịch này sau chỉnh giờ lịch ngày xong em nhớ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh phải đúng nước vang Bức chống nước của dòng sản phẩm này là 100 m một bức chống nước rất tốt các động thường ngày anh em đi mưa rửa tay và chan rất thoải mái lưu ý với anh em là không mang người ta đi bơi tắm tắm lại một tắm sông hơi con nhé với mức giá bán 17 triệu 500 nếu anh em thích chiều này có thể liên hàng với bên em thông qua số điện thoại em để phía trên bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để, để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video thì anh em gọi điện thông tin em sẽ vấn kỹ hơn anh em về này nhé cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của bên em xin chào và hẹn lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo